Rất tình có Trung Kiên chào tất cả anh chị ạ. Vâng, chào anh chị quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm chiều nay của bên tưởng gỗ Trung Kiên. Vâng, do buổi sáng bên này thì bên em bận chuyển hàng ra để sắp xếp đóng hàng cho anh chị, thế nên trong buổi sáng ngày hôm nay không có video nào, không có video tác phẩm nào để cho anh chị cùng chiêm ngưỡng cả. Thế nên trong chiều nay em sẽ giới thiệu tới anh chị, báo giá tới anh chị những tác phẩm đẹp anh chị nhé. Và những tác phẩm này bên em vừa mới hoàn thiện xong, vừa đem từ bên xưởng sơn về ạ. Vâng, như trước mắt anh chị đây là ba chùm mãnh hổ được chế tác trên chất liệu gỗ hương anh chị nhé, hương ta đây ạ, hương ta, hương gia lai anh chị nhé. Vâng, như anh chị nào yêu thích chơi những cái dòng con giống chú hổ, những chú mãnh hổ mạnh mẽ như thế này ạ, về để trưng bày tại phòng khách và cũng có tác dụng để trấn chạy trừ tà nữa, thì đây là những tác phẩm mà anh chị có thể cân đối xem có hợp với khuôn viên nhà mình không ạ. Vâng, và chúng ta đang quan sát thấy đây, anh chị thấy ạ, bên em đang hoàn thiện số lượng chỉ có duy nhất 3 chú nhé, 1, 2 và 3 đấy ạ. Vâng, có 3 chú hiện tại đang có sẵn tại shop em nhé, còn những tác phẩm khác anh chị muốn thì lại phải đợi để sau khi hoàn thành bên em mới có thể ra mắt tiếp cho anh chị ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đi ngắm nhìn ngay từng tác phẩm mới chị nhé. Chúng ta sẽ cùng tiến lại gần hơn chú mãnh hổ ở giữa này ạ. Vâng, cả ba chú của chúng ta đều trong dáng thế đang chuẩn bị vỗ mồi anh chị nhé. Vâng, đang trong dáng thế chuẩn bị vỗ mồi, thế nên là cái thần thái thể hiện được cái nét dữ tợn và cũng sức mạnh của một vị chúa sơn lâm của chúng ta anh chị nhé. Nhìn nét mặt anh chị có thấy không ạ? Vâng, nét mặt cực kỳ thần thái luôn. Vâng, hàng nghệ nhân đục kỹ tỉ mỉ anh chị nhé. Nhìn thần thái của chú cổ hổ của chúng ta đi ạ. Những chiếc răng nanh sắc nhọn, vâng, thể hiện chi tiết đến từng chiếc răng nhỏ phía bên trong này ạ. Và lưỡi của chú đây nhé. Vâng, hàng tác phẩm này được bên em đục liền khối 100% luôn ạ. Vâng, 100% là liền khối anh chị nhé. Vâng, những họa tiết ở trên lưng anh chị nhìn thấy đấy ạ. Vâng, những cái đường họa tiết này được nghệ nhân bên em khéo léo chạm khắc lên, cách điệu lên để cho chú hổ của chúng ta có vẻ đẹp hơn ạ. Và đặc biệt hơn anh chị có thể thấy được những đường vân gỗ ạ. Vâng, vân gỗ, chất gỗ của chúng ta đây cực kỳ già đanh luôn. Vâng ạ, những cái vân gỗ xoáy tròn này và trải dài theo lưng của chú đấy ạ. Gỗ cực kỳ già luôn anh chị nhé. Vâng, gỗ già đanh luôn đấy ạ. Vâng, anh chị có thể thấy được là tác phẩm được thể hiện cực kỳ kỹ lưỡng hơn cho tới những cái chi tiết đường cơ săn chắc của chú hổ đúng không ạ? Vâng, cơ bắp săn chắc được nổi cuồn cuộn lên, chạm khắc nổi 3D lên cho chúng ta cảm giác giống như một thớ thịt thật sự luôn, chứ không phải là một khúc gỗ vô trì vô giác nữa đúng không ạ? Và anh chị có thể thấy ạ, đây là bờm của chú nhé. Vâng, những chiếc sợi lông này, sợi lông ở trên bờm này cũng được khắc tỉ mỉ lên từng sợi một ạ, và bờm ở dưới bụng nữa. Và đặc biệt hơn là những chiếc móng vuốt cực kỳ sắc nhọn đúng không ạ? Vâng, vũ khí cực kỳ lợi hại của chú hổ của chúng ta là những đôi móng vuốt kèm theo là những cặp răng nanh sắc nhọn này đúng không ạ? Vâng, chi tiết cực kỳ nhỏ nhưng mà làm cực kỳ kỹ luôn chị nhé, cả trước cả sau đi ạ. Vâng, chân sau của chú đấy nhé. Vâng, liền khối 100% luôn ạ. Chiếc đuôi này cũng là liền khối luôn, không hề tách rời một chút nào anh chị nhé. Chú đang đứng lên trên một mỏm đá đúng không ạ? Vâng, chạm khắc lên hình thù là một mỏm đá đây, anh chị có thể thấy. Vâng, hàng đục tứ diện, đẹp cả trước cả sau luôn ạ. Vâng, và chú mãnh hổ này anh chị nhé. Vâng, em sẽ đánh mã cho anh chị dễ dàng quan sát hơn. Mặc dù ba chú này có kích thước khác nhau và giá khác nhau, nhưng mà em cũng có sẽ đánh mã để cho anh chị có thể dễ dàng lựa chọn hơn ạ. Vâng, chú hổ đầu tiên này em sẽ đánh mã là H1 nhé, H1 ạ. Vâng, H1, em xin thông báo kích thước cho chú H1 này ạ. H1 có kích thước chiều cao 32, sâu 23 và ngang là 46 chị nhé. Vâng, cao 32 ạ, sâu 23 và ngang 46 là kích thước của chú mãnh hổ này ạ. Vâng, và chú mãnh hổ có mã H1 này em đang bán với giá chỉ có 2.800.000 đồng chị nhé, giá 2.800.000 đồng thôi. Giá này bên em chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Anh chị nào muốn chốt chú mãnh hổ này hãy comment chữ chốt kèm theo số điện thoại phía bên dưới nhé. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển qua chú hổ thứ hai ạ. Vâng, xin chờ em một chút để em sẽ bế chú hổ này xuống phía bên dưới. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đưa chú mãnh hổ thứ hai lên phía trên này ạ. Vâng, chú hổ này của chúng ta thì đang trong thế là trườn mình chuẩn bị vồ lấy con mồi của chúng ta, thế nên là chú có cái dáng thế
ngoài người về phía trước như này đúng không ạ? Vâng, vẫn là nét mặt cực kỳ dữ tợn, vâng, thể hiện được nét oai nghiêm và đáng sợ của một vị chúa tể sơn lâm đúng không ạ? Với những đôi răng lanh cực kỳ sắc nhọn và kèm theo những cái chiếc móng vuốt siêu sắc bén này ạ. Và chú hổ này của chúng ta chị nhìn thấy không? Xương sườn lộ cực kỳ rõ rồi nhé. Vâng, chi tiết cực kỳ nhỏ và như thế này cũng được chạm khắc nổ lên cực kỳ là vâng tỉ mỉ luôn ạ. Những đường cơ bắp và vân gỗ anh chị có thể nhìn thấy đây, vân trải dài lên lưng của tác phẩm luôn nhé. Toàn bộ tác phẩm anh chị đều có thể nhìn thấy được vân gỗ tuyệt vời luôn ạ. Chú hổ này của chúng ta có kích thước rất là dài luôn anh chị nhé, và cũng là hàng được đục tứ diện luôn ạ. Vâng, tứ diện cả trước cả sau luôn anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Vâng, trải dài luôn, toàn bộ tác phẩm cũng là hàng liền khối luôn anh chị nhé, liền khối 100% luôn ạ. Vâng, chỉ có ngoại trừ là 4 chiếc răng nanh này là bên em gắn vào thôi, còn đồ toàn bộ là liền khối 100% nhá. Vâng, trên lưng vẫn là những họa tiết tô điểm trang trí thêm cho chú mãnh hổ của chúng ta được đẹp bắt mắt hơn ạ. Vâng. Vâng, chú mãnh hổ thứ hai này bên em xem nào. Em sẽ đánh mã. Em sẽ đánh mã là H2 nhé chị nhá. Vâng ạ, H2. Và em sẽ cùng với anh chị đo kích thước cho tác phẩm mãnh hổ này ạ. Vâng, chú mãnh hổ này thì em chưa đo sẵn kích thước nên bây giờ anh chị sẽ cùng với em đo nhé. Vâng, đợi em một chút để em sẽ đo kích thước cho anh chị ạ. Vâng, do một tay em đang cầm camera, một tay kia em đo lên kích thước nó chỉ tương đối thôi anh chị nhé. Tuy nhiên là em sẽ không đo ăn gian của anh chị quá nhiều đâu ạ. Chắc chỉ đo có hụt đi thôi chứ không có đo tăng lên được đâu. Vâng, chiều ngang là 75 ạ. Ngang 75. Ngang 75. Cao là 24 ạ. Vâng, ngang 75, cao 24. Và chiều sâu cho tác phẩm là bao nhiêu đây ạ? Vâng, sâu cho tác phẩm là 20 anh chị nhé. Vâng, sâu là 20 ạ. Vâng, chú mãnh hổ của chúng ta thì cũng có khả năng chấn trạch trừ tà được. Vâng, em chia sẻ với anh chị như vậy để anh chị không nhất thiết là cứ phải là chúng ta tuổi hổ mới có thể sở hữu được những tác phẩm hổ về ạ, mà chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu những cái chú hổ này về để xua đuổi tà khí, những cái vận đen đổi hoặc là những cái điều xấu tà ác ở trong gia đình mình đi ạ. Vâng, chú mãnh hổ H2 này kích thước em vừa thông báo rồi, và giá cho tác phẩm này chỉ có 3.500.000 đồng anh chị nhé. Vâng, 3.500.000 đồng, giá này cũng là giá chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Anh chị nào muốn chốt chú hổ này hãy comment H2 kèm theo số điện thoại phía bên dưới, hoặc liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại 0368 338 345 ạ. Vâng, và em sẽ cùng anh chị di chuyển chú hổ H2 này xuống phía bên dưới ạ. Vâng, một tay em bê thì cũng khá là vất vả đấy ạ. Vâng, chúng ta đang ngắm nhìn chú hổ thứ ba. Vâng, em sẽ ghi mã luôn lên đây là H3 cho anh chị nhá. Vâng, chú hổ H3. Vâng, anh chị thấy không ạ? Ba chú mãnh hổ của chúng ta đang rình ngồi, đang chuẩn bị vồ mồi, thế nên với cái thần thái cực kỳ nó dữ tợn luôn ạ. Thể hiện luôn được cái nét đậm chất, nét của một vị chúa tể sơn lâm đúng không ạ? Muôn loài phải khiếp sợ, thế nên nhìn vào mặt cái thôi là chúng ta là cũng đủ biết được sức mạnh của chú mãnh hổ của chúng ta là như thế nào đúng không ạ? Vâng, tác phẩm này anh chị có thể thấy gì không? Vẫn là những đường vân gỗ cực đẹp luôn nhá. Và vân siêu già luôn, gỗ siêu già luôn ạ. Toàn là những cái đường phôi gỗ, cái phôi gỗ tuyển chọn của bên em thôi ạ. Vâng, thần thái của chú mãnh hổ của chúng ta đây anh chị nhá. Vâng, cả ba chú của chúng ta thần thái đều siêu đẹp luôn ạ. Vâng, tất cả những chi tiết rất là nhỏ thôi, móng vuốt hay là những chiếc bờm hay những họa tiết hoa văn ở trên người, trên lưng của chú hổ của chúng ta cũng được hoàn thiện một cách hoàn hảo luôn nhá. Những đường khắc này cũng cực kỳ là sắc nét luôn ạ, chứ không hề có cái tí nào mà chúng ta nhìn giống như đục ảo gan, mà hoàn toàn là hàng đục cầu kỳ, chi tiết và dồn toàn bộ tâm huyết vào đây ạ. Và cũng là một tác phẩm liền khối đến 99.999% luôn, ngoại trừ một 4 chiếc răng nanh này ra, còn đâu là liền khối toàn bộ luôn nhá. Vâng, chú hổ có mã H3 này bên em có kích thước là ngang 63, cao 25 và sâu là 20 ạ. Và giá cho tác phẩm này ạ chỉ có 3.200.000 đồng thôi chị nhé. Vâng, chỉ 3.200.000 đồng cho chú hổ H3 này thôi ạ.
Anh chị nào muốn dinh tác phẩm này về comment H3 kèm theo số điện thoại nha. Vâng, như vậy em đã cùng với anh chị đi chiêm ngưỡng xong ba chùm ảnh hổ được chế tác trên chất liệu gỗ hương Ta Hương Gia Lai rồi ạ. Anh chị xem xong cảm thấy chú hổ nào phù hợp với gia đình mình, phù hợp với bản thân ạ, và anh chị yêu thích tác phẩm nào thì hãy chốt ngay tác phẩm đó nhé. Vâng, cú pháp để chốt đơn giản rất cực kỳ đơn giản ạ, chỉ việc comment mã của tác phẩm đó kèm theo số điện thoại mà thôi, rất đơn giản ạ. Vâng, nếu anh chị có bất cứ ý kiến đóng góp nào hoặc là có ý kiến đóng góp gì về sản phẩm ạ, hãy comment xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại hoặc Zalo 0368338345 ạ. Và địa chỉ của shop tự gỗ Trung Kiên nằm tại quốc lộ 38 là nghề Đông Giao, Lương Đền, Cẩm Giang, Hải Dương anh chị nhé. Vâng, xin cảm ơn những anh chị đã lắng nghe, quan tâm và theo dõi hết video giới thiệu sản phẩm này ạ. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị, rất mong nhận được xem sự ủng hộ của anh chị nhé.